em sẽ ban cho, nhưng nói trước không nhường ngôi đâu nhé. Vì vua thường hay chọn lắm cung phi, và một hôm em ghé đến thăm anh, sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thưa đây cô bạn học, đã lâu rồi con mới vừa gặp nhau. Một lần rồi quen dần, hàng đêm em anh đến, nên láng giềng thay thế bao nàng dâu. Kỷ niệm đó và còn bao nhiêu. Em xin chào tất cả các bác ở trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay chú Kiên em xin giới thiệu với các bác một model Soli hàng Nhật, hàng em ship Nhật về là CFS88, một model có đuôi là 88, rất đẹp, rất hay. Và em xin mời các bác em đo kích thước của em rồi nhé. Tổng chiều dài là 92 phân, chiều cao là 25 phân, chiều sâu là 12 phân rưỡi. Kích thước rất là dài, rất là khủng. Mà điều đặc biệt là chiếc CF88 này thì được anh Nhật Lùn, anh ấy thiết kế rất hay. Đấy, các bác có thể gặp lại hai bên hoa nhé. Các bác có thể nhấc hẳn cái loa ra, không cần dây, vì em được kết nối để phát ra loa nhờ hai bản nề âm và dương của hai bản nề. Các bác không cần dây, trừ các bác tách rời cục giữa ra để các bác bày hai loa xa cục giữa ra thì các bác mới phải dùng dây để đấu vào, chứ hiện tại là các bác để liền như này không có dây. Vâng, radio thì em nó hoàn hảo, cung cấp một cái hệ thống phần mềm to để quản to. Lý giám sát và vu là em độ đèn nha các bác nhé, cho đẹp cho người dân và doanh nghiệp được nhìn thấy trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thì tôi thấy đây là một cái nỗ lực rất là lớn, và cái tác dụng của cái bộ chỉ số này nó không chỉ nằm ở cái việc là chỉ đo lường và đánh giá, nó còn của anh giờ là vợ ta, để anh mãi đau thương vì ước nguyện hàng năm dài chưa xóa được tình em. CFS88 này thì được cái là được anh Nhật thiết kế rất là đẹp, qua từ đúng nút mạ bóng mặt nhôm rất đẹp, bởi vì chiếc này được đóng gói như một chiếc vali, đâm ra là bảo vệ được cái mặt cũng như là loa rất là mỏng căng. Vâng, anten thì cũng rất đẹp, và cái tất cứ các chức năng của nó đã được bảo dưỡng hoàn hảo. Từ radio thì FM 108, điều đặc thù của chiếc này là khi hết băng thì không tốt, nhưng em đã bảo dưỡng để cho em nó tốt lại hoàn hảo. Vâng, tốt rồi, chạy 3 chế độ băng. Vâng, với cũng có mic đầy đủ, thiết kế của em nó rất hoàn hảo. Vâng, có đường in cũng như đường follow đều có, các bác có thể chơi được đĩa than vào đây hết, rất đẹp.
Vâng, chiếc này em cũng xin báo giá luôn với các bác là em giao lưu với các bác là 11.900.000. Vâng, em xin chào các bác nhá. 11.900.000, bác nào yêu model này thì liên hệ với em. Và để cập nhật được những cái model độc lạ đẹp em đưa lên hàng ngày thì các bác vui lòng ấn cho em nút đăng ký, ấn nút chuông để cập nhật và ấn nút chia sẻ để bạn bè anh em mình cùng biết đến những cái sản phẩm đồ xưa, đồ hơi cũ cũ một chút do shop Chu Kiên em cung cấp, và ấn nút like để ủng hộ kênh Chu Kiên em. Em xin chân thành cảm ơn. Dài là 92 phân, cao là 25 và sâu là 12,5, nhưng có thể gập được lại. 12,5 thì chiều dày gập lại nó là 25 phân. Vâng. Niềm ưu tư khoác lên trên đôi vai người, cuộc đời chìm trôi bác theo tiếng thề. Em chúc kênh em qua số điện thoại 0962 906 666 cùng Zalo luôn nha các bác nhé. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở đến sau. Một ngày kia chẳng được tin cho biết nơi nương bóng tự quên, ngỡ đang trong